hàng loạt các vụ kiện cáo về việc người mua nhà góp vốn cho các chủ đầu tư nhưng dự án không được thực hiện theo đúng cam kết, người dân đang đặt ra một câu hỏi. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về việc huy động vốn của các chủ đầu tư và việc góp vốn của người mua nhà? Khi mà chủ đầu tư không giữ đúng cam kết với khách hàng về huy động vốn để sử dụng đúng mục đích, thì người mua nhà phải làm gì trong trường hợp này? Phải tìm đến các chủ đầu tư để đòi quyền lợi hay khởi kiện ra tòa án? Để làm rõ những nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chương trình. Thưa ông, hiện tại pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc huy động vốn của các chủ đầu tư cũng như việc góp vốn của người mua nhà? Theo cái khoản 1 điều 9 của cái nghị định 71 hướng dẫn cái luật kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư có thể huy động vốn từ các cái tổ chức cá nhân bằng dưới các hình thức sau. Thứ nhất, đó là thông qua cái tổ chức tín dụng ngân hàng để ký các hợp đồng vay vốn để phát triển dự án. Có thể là ký các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc là các cái hợp đồng đầu tư với lại các cái doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị có chức năng kinh doanh bất động sản hoặc là chủ đầu tư cấp 2. Cái hình thức thứ ba đó là ký hợp đồng với các cái tổ chức cá nhân có nhu cầu mua nhà ở và công trình xây dựng thông qua cái hình thức đó là hợp đồng mua bán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc là thông qua hợp đồng góp vốn. Thì với các cái hình thức đó thì luật cũng quy định là các cái điều kiện để thực hiện các cái hình thức huy động vốn đó. Thế còn đối với lại cái người dân bình thường mà khi mà mua nhà, mua công trình thì có thể là thực hiện cái hoạt động góp vốn thông qua hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thông qua cái hợp đồng mua bán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Một cái hình thức thứ hai phổ biến hơn đó là người dân có quyền là góp vốn với lại chủ đầu tư thông qua cái hợp đồng góp vốn. Tại sao pháp luật đã quy định rõ ràng là như vậy nhưng mà thực tế là có rất nhiều những cái dự án bất động sản đã triển khai khi mà cả phần móng cũng chưa được bắt đầu hoàn thành? Thứ nhất đó là cái nhu cầu đầu cơ và nhu cầu nhà ở của người dân tại cái thời điểm mà thị trường bất động sản nóng thì người ta không quan tâm nhiều đến cái yếu tố pháp lý. Đấy, từ cái phía cạnh là cả người dân và khía cạnh là chủ đầu tư. Chủ đầu tư thì mong muốn có tiền để thực hiện tiếp các cái thủ tục pháp lý, bởi vì để hoàn thiện xong tất cả các thủ tục pháp lý kia thì rất là mất nhiều thời gian. Cái lý do thứ hai ấy đó là thiếu các cái cơ chế giám sát và cơ chế kiểm tra cũng như là xử phạt từ phía các cái cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản. Và thứ ba đó là các cái cơ sở pháp lý là không có một cái hợp đồng mẫu quy định rõ chặt chẽ các cái điều kiện, các cái thủ tục khi mà ký kết hợp đồng góp vốn giữa người dân và chủ đầu tư. Khi mà các chủ đầu tư không giữ đúng cam kết với khách hàng về việc huy động vốn và sử dụng vốn đó vào đúng mục đích, thì trong trường hợp này khách hàng sẽ phải làm gì ạ? Kiện ra tòa hay là tìm đến các chủ đầu tư để đòi lại quyền lợi của mình ạ? Khi mà có các cái tranh chấp phát sinh từ các cái hợp đồng này, thì nguyên tắc là các bên phải tự thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thương lượng hòa giải được thì nhờ đến các cái cơ quan giải quyết tranh chấp. Ở đây đó là tòa án, nhân dân các cấp. Tuy nhiên thực tế là có rất nhiều những cái trường hợp mà người dân đã khởi kiện ra tòa nhưng mà họ vẫn không đòi lại được cái quyền lợi chính đáng của mình. Vì sao lại như vậy ạ? Khi mà người dân ký hợp đồng với lại chủ đầu tư, hợp đồng góp vốn thì thường là chủ đầu tư người ta là người soạn thảo cái hợp đồng đấy và người ta đưa rất nhiều các cái điều khoản bất lợi cho người mua nhà. Thế vì vậy mà khi mà có tranh chấp xảy ra thì người mua nhà rất là khó khăn. Cái nguyên nhân thứ hai đó là kể cả trường hợp khi mà người mua nhà có nhận được cái bản án có lợi cho mình, trong trường hợp là yêu cầu chủ đầu tư người ta phải trả lại cái số tiền đã góp vốn đấy, tuy nhiên thì lại còn liên quan đến cái vấn đề là thi hành án. Bởi vì khi mà chủ đầu tư người ta rơi vào tình trạng là mất cái khả năng chi trả, không còn đủ tiền để người ta tiếp tục quản lý dự án. Thế vì vậy mà cái quá trình thi hành án cũng rất là khó khăn, bởi vì lúc đấy người ta không còn có tiền thì cơ quan thi hành án cũng rất là khó để có thể là đưa tiền lại cho được người mua nhà. Vậy thì theo ông, trong cái thời điểm này, người mua nhà khi mà mua những cái dự án nhà đã hoặc đang chuẩn bị xây dựng thì cần phải lưu ý những điều gì nhất ạ? Người dân khi mà mua nhà tại các cái dự án thì thứ nhất là quan tâm
đến cái tình trạng pháp lý của dự án. Thứ hai đó là quan hiểu được các cái quy định của pháp luật, nhất là quy định của luật nhà ở cũng như là cái luật kinh doanh bất động sản, để làm sao mà hiểu rõ được các cái quy định của các cái hợp đồng góp vốn hoặc là hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai, để có các cái điều khoản nó chặt chẽ. Và bên cạnh nữa, tôi nghĩ là trong thời gian tới thì Bộ Xây dựng cũng như là các cơ quan hữu quan cần phải đưa ra các cái quy định pháp luật mà sửa đổi lại cái luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, để làm sao mà người dân cũng có quyền là góp vốn, có quyền là quản lý cái dòng tiền của họ. Xin cảm ơn những ý kiến trao đổi của ông.